Hello, xin chào các bạn, là Mai đây. Tiếp theo video clip này ngày hôm bữa là dẫn mẹ đi chơi rồi đúng không? Thì hôm nay mẹ sẽ dẫn mẹ thử đi ăn đồ ăn Trung Quốc ở Dubai nè. Em mon mon. Ai mon mon. Hôm nọ dẫn cho mẹ đi coi thủy cung thì mẹ thích lắm luôn ý. Nhưng mà lát hồi không biết dẫn mẹ đi ăn đồ ăn Trung Quốc thì mẹ sẽ phản ứng như thế nào. À, sẵn tiện thì Mai giới thiệu cho mấy bạn chỗ cho thuê siêu xe ở ngay trước cửa Dubai Mall nè. Này có đủ hết tất cả các loại xe đắt tiền luôn, nào là Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Bentley, có đủ hết tất cả các loại đắt tiền luôn ý. Thì các bạn có thể thuê theo dịch vụ gọi là nối tiếng một tiếng hoặc là tính tiền theo giờ, chứ không cần phải cần thiết phải thuê thuê ngày để nó nặng tiền á. Đó. À mà không chỉ có mỗi Dubai Mall đâu, những cái địa điểm khác như là JBR hay Marina thì mấy bạn còn vẫn có thể thuê những cái chiếc xe như thế này, nhưng mà ở đây thì có nhiều sự lựa chọn hơn á. Sẵn tiện trời cũng vẫn còn đang sáng nè, với lại cũng không có hẳn nhiều người á, nên cũng tranh thủ chụp một vài bức ảnh. Và đây là cái nhà hàng Trung Quốc mà mình nói nè, nhà hàng BF Chan ha. Không biết mấy bạn có nghe cái tên nhà hàng này chưa, thật sự á, là đây gọi là nhà hàng Trung Quốc nhưng mà họ có bán rất là nhiều cái món châu Á khác nữa. À mà bất ngờ hơn nữa đó là nhà hàng này được sáng lập bởi một người Mỹ gốc Hoa ha, được sáng lập từ năm 1993 rồi ý. Không biết ở Mỹ thì nhà hàng cái vị này nó như thế nào, nhưng mà ở Dubai á thì cũng được mọi người chuộng dữ lắm á. Và món yêu thích của mình đó là món tôm chiên sốt cay này nè. Và đây cũng là lần trải nghiệm đầu tiên Mon Mon dùng đũa nè. Hồi xưa ông chồng mình đâu có biết dùng đũa đâu. Vậy mà hả, bữa đầu tiên mình đi hẹn hò với ổng á là mình dẫn ổng đi ăn cái lẩu Trung Quốc đó. Để coi bây giờ ổng dạy được Mon Mon xài đũa không nè. Nói chứ ra nhà hàng ông này mới bắt đầu bày đặt cầm đũa thế thôi, chứ ở nhà mỗi lần mà tôi nấu phở hay nấu mì gì á, ông cũng lấy nĩa ra ông ăn mà, chắc biết có xài đũa đâu. Ông bảo xài nĩa cho nhanh, xài đũa lâu quá. Nói chứ nếu mà mấy bạn đi đến nhà hàng này vào mùa mát ấy, thì hẳn ngồi ở ngoài nha, có cái view đỉnh lắm luôn á, đối diện ngay cái sân khấu nhạc nước của Dubai Mall luôn. Bảo là đi ăn đồ ăn Trung Quốc thì không thể nào thiếu bánh phở, mì xào này nọ đúng không? Nhưng mà mình có gọi một mấy món gọi là giống như canh cà chua ở nhà mình ấy, nhưng mà ăn cùng với bánh phở. Mình thì rất là thích món này, kiểu giống như rất là đơn giản nhưng mà ngon ấy. Còn Mon Mon thì không biết như thế nào, tại vì mình không dám gọi những cái món gọi là quá cầu kỳ, quá khác biệt á. Và mình còn có gọi một cái món nữa là bò Mông Cổ nữa, ăn ngọt ngọt mặn mặn rất là ngon luôn ấy, nên mấy bạn thử mà quên quay mất tiêu. À sau đấy mình dẫn Momon ra một cái chỗ địa điểm gọi là chụp hình khá là hot Instagram, đó là cái cánh thiên thần, cái background đằng sau là cái Burj Khalifa nè. Nhưng mà xếp hàng đông quá nên thôi tụi mình chọn một cái địa điểm chụp hình khác đỡ xếp hàng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nhé. Hãy bấm nút theo dõi cho những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.